Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn được mang tên Chỉ là quá khứ của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ăn sáng xong xuôi, tôi nằm một lát rồi cũng có người đến đón tôi đi. Ngồi trên xe, tôi có hỏi tài xế: "Bây giờ chúng ta đi đâu vậy ạ?" "Về nhà riêng của cậu Lâm, cũng sắp đến nơi rồi thưa cô." "À vâng." Nghe tài xế nói thì tôi mới biết anh ta tên là Lâm. Nghĩ lại tôi cũng thấy mình liều quá cơ. Không biết gì về con người của hắn ta, ngay cả cái tên đến tận bây giờ tôi mới được nghe qua. Nhưng biết làm sao được, lỡ đu rồi thì phải theo thôi. "Đã đến nơi rồi thưa cô." Nghe tài xế gọi tôi cũng giật mình mà nhanh bước xuống xe. Nhìn xung quanh quả thật đây đúng chuẩn là khu dành cho nhà giàu. Chắc cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ sở hữu riêng cho mình một căn như thế này. Thật là tôi lại mơ mộng nữa rồi. Chỉ mong chuyện lần này diễn ra suôn sẻ là đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Khi bước vào trong, tôi phải công nhận kiến trúc nhà này rất đẹp, vừa có gì đó cổ kính nhưng cũng có một lối gì đó của hiện đại. Hai cái hòa lẫn vào nhau tạo ra một không gian hài hòa, làm cho người ta có cảm giác dễ chịu khi bước vào bên trong nhà. "Cô có phải là An Nhiên không?" Nghe giọng nói vang lên, tôi cũng quay người lại nhìn. Trước mặt là một người phụ nữ trung tuổi đang đứng ở đấy. "Dạ vâng, cháu là An Nhiên." "Chào cô An Nhiên, chúng tôi là người giúp việc cho cậu Lâm. Cứ gọi tôi là dì Năm. Phòng đã chuẩn bị, để tôi dẫn cô lên cất hành lý rồi nghỉ ngơi." Khi thấy dì Năm chuẩn bị quay người đi, tôi cũng vội lên tiếng hỏi: "Dì cho con hỏi, anh Lâm gì đó không có ở nhà ạ?" "Cậu Lâm ban ngày ít ở nhà lắm, chỉ tối mới về đây thôi." Nghe dì Năm nói tôi cũng thở nhẹ một cái. Cũng may là buổi tối anh ta mới có ở nhà, chứ ban ngày mà còn đụng mặt nữa, chắc tôi chết quá. "Vậy anh ta ở một mình hả dì?" "Không, còn có cô Thục Uyên nữa." "Thục Uyên là ai vậy ạ?" "Là em gái cậu Lâm." "Thôi, cô đưa vali đây, tôi xách lên cho." Tôi vội khua khua tay. "Dạ thôi, con cầm được mà dì." Cả ngày hôm đó đối với tôi, nó dài như nghìn thế kỷ. Nằm trong phòng khóa trái cửa lại, không dám bước xuống nhà, sợ anh ta về bất chợt rồi lại đụng mặt. Chưa khi nào tôi mong trời lâu tối như bây giờ. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Thay vì trốn tránh thì tôi sẽ chọn cách đối diện. Tối nay tôi đã sẵn sàng chờ anh ta về. Cả ngày hôm đó tôi hết đi ra rồi lại đi vào. Tâm trạng hồi hộp không khác gì lúc trước đi xem kết quả thi đại học. Tay chân tôi hoạt động quen rồi, nên bắt ở yên nằm không lại cảm thấy không quen, nên quyết định đi xuống dưới nhà kiếm dì Năm để hỏi thăm dò anh ta là người như thế nào. Dì ấy ở đây nhiều năm chắc sẽ biết rõ. Ông bà ta có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng nên biết về hắn ta chút để dễ bề ứng phó. Nhìn thấy dì Năm đang ngồi nhặt rau chuẩn bị cho bữa ăn chiều, tôi đi lại ngồi xuống, tay cũng cầm cọng rau lên nhặt mà nói: "Để con phụ dì." "Ấy chết, để bà chủ biết được lại mắng tôi." "Không sao đâu dì Năm, với lại con ở trên phòng mãi cũng chán, muốn hoạt động tay chân cho thoải mái một chút." "Tùy cô vậy." Qua cách nói chuyện cũng thấy được dì Năm có vẻ hiền và gần gũi. Tôi nhân cơ hội cũng hỏi thăm dò anh ta: "Anh Lâm là người như thế nào vậy dì?" Dì Năm không ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng miệng thì vẫn cười trả lời một câu như có như không. Cái đó thì tôi cũng không biết được, tâm can cậu ấy khó đoán lắm, cô cứ tiếp xúc rồi sẽ biết. Nhận lại được câu trả lời ấy mà tôi cũng không biết hỏi gì thêm, chỉ biết cười trừ cho qua. Ngồi một lát nữa tôi cũng đi dạo quanh vườn cho thoải mái. Tôi có nghe dì Năm nói
anh ta bận công việc gì đó nên không về ăn cơm tối. Chỉ nghe đến thế trong lòng tôi vui như mở cờ, tránh được giây phút nào hay phút đó. Ăn tối xong xuôi tôi cũng lên phòng nằm nghỉ. Thật chứ, mới có ngày mà tôi đã thấy ngứa ngáy tay chân rồi. Hết ăn rồi lại nằm. Ước gì giờ này được ôm Bin vào lòng thì mọi u buồn mệt mỏi đều tan biến hết. Nhắc đến con tôi lại nhớ, với tay lấy điện thoại ra mở lại xem hình Bin. Xem đến đâu nước mắt tôi chảy dài đến đó. Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ vô tình chảy xuống hai bên gò má. Cứ thế tôi ôm điện thoại ngủ quên lúc nào không hay. Mở cửa. Mở cửa ra. Mẹ kiếp, cái quái quỷ gì vậy? Tiếng đập cửa rầm rầm cùng với âm thanh quát lớn ở ngoài kia cũng làm tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn lên đồng hồ chỉ 11 giờ khuya mới biết mình đã ngủ quên lâu như vậy. Thôi chết, lúc tối tôi khóa trái cửa mà quên mở ra. Người đập cửa ngoài kia chắc chắn là anh ta. Tôi vội nhảy xuống giường nhanh lại mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở cũng là lúc cánh tay hắn ta nắm chặt cổ tay tôi đưa lên, gằn giọng hỏi. Cô đang làm cái trò quái quỷ gì trong phòng của tôi vậy hả? Nhìn thái độ hung dữ của hắn ta, tôi có hơi run run, miệng lắp bắp trả lời. Tôi có làm cái gì đâu. Lâm hắn ta cau mày, nhìn gương mặt đang sợ sệt của tôi, mà bất giác buông tay ra đi ngang qua mặt tôi, lại phía ghế đằng kia ngồi xuống. Cô tên gì? Tôi hai tay bấu vào nhau, hai chân đứng mãi chỗ cửa mà không dám nhúc nhích. Tôi tên An Nhiên. Lại đây. Hả? Tôi bảo cô lại đây, điếc sao không nghe thấy? Tôi đi lại chỗ giường mà ngồi xuống. Lúc nãy vì có chút sợ hãi nên không dám nhìn thẳng mặt hắn ta. Nhưng bây giờ ở khoảng cách gần này, tôi ngước mặt lên nhìn lén. Nhưng gương mặt này sao quen quá, dường như đã gặp ở đâu rồi. Tôi nhắm mắt cố lục lại trí nhớ. Ôi thôi, là hắn ta, chính là tên điên tôi đã va ở nhà vệ sinh. Số tôi sao có thể xui xẻo vậy chứ? Chả trách nãy giờ hắn ta mở miệng nói từ nào là y như rằng móc họng người ta vậy. Đúng thật là người tính không bằng trời tính. Nhưng dù sao, cũng đã leo lên lưng cọp thì đến đâu ứng phó đến đó vậy. Là anh sao, người tôi va phải ở nhà vệ sinh hôm bữa? Lâm hắn ta ngồi ngả lưng ra sau ghế, gác chéo chân, nhìn sang tôi nhếch miệng. Chỉ nhớ cô cũng không tồi. Trái đất đúng thật là tròn, không ngờ gặp lại anh ở đây trong hoàn cảnh này. Lâm hắn ta cười mỉa mai. Trái đất tròn hay do cô đã sắp xếp từ trước? Ý anh là sao? Này, tôi nói cho mà biết nhé, anh đừng có ảo tưởng quá. Đến tận sáng nay tôi mới được biết đến cái tên của anh. Thì tôi sắp xếp kiểu gì? Anh đừng có bụng ta suy ra bụng người. Lâm hắn ta không để tâm đến những lời tôi nói. Trên mặt vẫn hiện rõ lên sự khinh thường của anh ta đối với tôi. Mà buông ra một câu không thể lạnh lùng hơn. Cô muốn bao nhiêu? Tôi quay sang nhìn anh ta hỏi lại. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Cô bớt ngây ngô đi. Kịch bản này tôi đã quá quen thuộc. Nhân vật tuy có đổi nhưng vẫn chung một cái kết, đó là tiền. Cô có thể đưa ra một cái giá, rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Cái tên chết bầm này, mở miệng ra nói từ nào là thối từ đó. Không phải vì Bin thì nãy giờ tôi cũng đạp cho hắn ta một cái, mà bước ra khỏi đây rồi. Hắn ta không thể nói được câu nào nghe tử tế hết sao? Có khi nào anh ta bị gai rồi cũng ảnh hưởng đến thần kinh không ta? Sao thái độ hắn ta cư xử với phụ nữ kỳ lạ vậy? Như kiểu nhìn con gái là chướng mắt sao ấy? Thôi chết, có khi nào hắn ta thấy tôi đẹp hơn mà đem lòng đố kỵ không? Thôi thôi, càng nghĩ lại càng nổi da gà. Nhưng phải công nhận hắn ta rất đẹp trai, khuôn mặt lại rất hoàn mỹ, body thì khỏi phải chê. Nếu như anh ta mà không bị ấy thì có thể gọi là cực phẩm của các cô gái. Nhưng tiếc thay ông trời lại không cho ai tất cả. Được cái này lại mất cái kia. Nhìn gì? Nghe tiếng quát lớn của anh ta tôi cũng giật mình. Mới phát hiện nãy giờ tôi đang nhìn chằm chằm vào chỗ ấy của anh ta. Ngại chết đi mất. Tôi nhìn sang hướng khác rồi cũng giả vờ hắng giọng. Có nhìn gì đâu. Tôi nói cho cô biết,
Trên đời này tôi ghét nhất là... Không đợi cho anh ta nói hết, tôi vội khua khua tay chen ngang vào nói. Thôi thôi, tôi biết anh ghét và không có hứng thú với phụ nữ rồi, nên anh không cần phải nhấn mạnh là mình bị... À mà thôi, nói thẳng ra thì lại không hay. Tôi cũng nói cho anh rõ, mục đích tôi đến đây không phải vì tiền, nên anh không cần phải nói kiểu khó nghe vậy đâu. Lâm bất ngờ cười lớn, hình như lời nói của tôi đối với hắn ta trông thật buồn cười. Mục đích cô đến đây không phải vì tiền, vậy thì là vì tình. Cô đừng nói lần va chạm đó, cô bị trúng tiếng sét ái tình, nên lần mò đến đây tìm tôi. Ngày nó giả tạo lắm. Thật sự nói chuyện với hắn ta chắc tôi bị lên máu mà chết quá. Không những đã bị gay mà còn bị khủng nữa, thì thật là phí phạm cả cơ thể tuyệt mỹ kia quá. Anh chiều uống thuốc hay sao mà nói điên rồ gì vậy? Người như anh đừng nói một chứ cả trăm tiếng sét cũng không trúng vào tôi tiếng nào đâu. Cô ăn nói cho cẩn thận, kẻo cái miệng lại hại cái thân. Ban đầu mới gặp còn chưa biết anh ta có đúng thật sự là gay hay không, nên còn có chút sợ sệt. Nhưng qua thái độ anh ta đối với tôi thì đúng là gay chính hiệu, nên anh ta nói ra lời đe dọa tôi cũng không có gì phải sợ. Đụng vào người tôi thì chắc chắn là không rồi. Còn lỡ có động tay động chân thì tôi có võ sẵn trong người, một mình hắn ta thì có thể đối phó được. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi cũng mạnh miệng mà đáp lại. Cỡ như anh thì làm gì được tôi? Đột nhiên Lâm hắn ta đứng dậy đi lại phía giường, rồi đẩy mạnh tôi nằm xuống, rồi đem cả thân hình to lớn kia đè lên người, tay nâng cằm tôi lên mà nhếch miệng nói. Cô nghĩ ở tư thế này thì tôi có thể làm gì được? Theo phản xạ mà hai tay tôi chống lên ngực của hắn ta mà ra sức đẩy cơ thể to lớn kia ra khỏi người nhưng không được. Định hét to lên nhưng chợt nhớ lại hắn ta bị gay thì có thể làm gì được. Chắc hắn ta đang cố thể hiện để dọa tôi thôi. Nghĩ là thế, tôi thả lỏng cơ thể mình ra, nằm im như vậy mà nở nụ cười đầy thách thức. Anh không cần phải cố gồng như vậy. Nói thật chứ, tôi mà có trần truồng nằm phơi thây ở đây cả ngày, anh cũng không thể lên được đâu, nên khỏi cần thể hiện làm gì cho mệt. Lời thách thức của tôi dường như đánh trúng vào tim đen của hắn ta thì phải. Tôi thấy được gương mặt biến sắc của hắn ta, không nói lại câu nào, chỉ im lặng mà leo xuống người tôi, đi lại phía bàn mà cầm lấy điện thoại lên gọi cho ai đó. Con đồng ý lấy cô gái đó, hôn lễ diễn ra càng sớm càng tốt. Nghe được câu đó thốt ra từ miệng của hắn mà tôi thở phào một cái. Cuối cùng thì tôi cũng đã làm được. Như vậy tôi đã thành công một nửa, và cũng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình rẻ mạt như vậy, đi ép người ta lấy mình cho bằng được. Thật là ngược đời. Tại nhà họ Trịnh Hoàng Trinh, ba của Hoàng Lâm, ông ta đang ăn cơm cũng phải dừng lại mà thốt lên. Mẹ nói sao? Thằng Lâm lấy vợ. Nó lấy vợ sao mày ngạc nhiên thế hả con? Hoàng Trinh ông ta bỏ đũa xuống bàn, gương mặt hớn hở. Tại từ rất lâu rồi con không thấy nó giao du với con gái, nên cứ tưởng cái đầu mày. Con mày mà mày còn không tin thì bảo sao thiên hạ đồn bậy đồn bạ là phải rồi. Kìa mẹ, con có ý đó đâu mà cô gái đó là con gái nhà ai? Gia thế ra sao vậy mẹ? Gia đình bình thường, đã có một đời chồng và một đứa con. Hoàng Trinh ông ta nghe thấy liền đổi sắc mặt, vẻ không hài lòng. Con không chấp nhận, đã không muốn đăng hộ đối, lại còn có một đời chồng và đứa con, sao có thể xứng với thằng Lâm nhà mình được? Ngoài kia có biết bao cô gái xinh đẹp giỏi giang, sao mẹ không chọn, lại chọn cô gái đó? Mẹ Phong cũng là người vợ thứ hai của Hoàng Trinh, nãy giờ chỉ im lặng ngồi ăn, nghe chồng mình phản đối, bà ta cũng chen ngang vào. Dạ chồng con nói đúng đấy mẹ, thằng Lâm nhà mình đẹp trai giỏi giang, sao phải lấy một cô vợ như vậy được? Người khác nhìn vào sẽ chê cười nhà họ Trịnh chúng ta. Nhân cơ hội này con có đứa bạn, mới có đứa con gái mới đi du học về, con bé vừa đẹp người lại đẹp nết, lại còn giỏi giang, sẽ rất hợp với cậu Lâm nhà mình đấy ạ. Bà nội nghe nhưng đều bỏ ngoài tai, nhìn mụ ta mà từ chối thẳng thừng. Nếu cô gái kia đã tốt như lời chị nói thì sao không cưới cho thằng Phong? Nó cũng đã tới tuổi lấy vợ rồi, không phải sao?
Mẹ Phong mặt bà ta khó chịu, cay cú nhưng cũng phải tỏ ra vui vẻ. Dạ vâng, mẹ nói cũng phải ạ. Bà nội không để ý đến mụ ta nữa mà nhìn sang con trai mình tức giận nói. Nó đồng ý lấy con bé đó là tốt quá rồi. Mày ở đó mà kén cá chọn canh. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau. Mày đến cũng được mà không đến cũng không sao. Nhưng mày nhớ lại xem thằng Lâm nó như bây giờ là do ai. Hoàng Trinh ông ta vẻ mặt hiện lên nét buồn bã, giọng nói có phần đau xót. Chuyện đã lâu mẹ nhắc lại làm gì? Nhắc lại cho mày và cả ai đó đang ngồi đây biết, không lại quên. Ta chỉ báo cho con biết vậy thôi, đến hay không là quyền của con. Ta no rồi, mắc công ngồi đây lại bị ói ra vì cái thứ không ra gì. Mẹ Phong, mụ ta mặt đen như đít nồi, hai bàn tay siết chặt lại, thừa biết là bà đang nói đến ai. Sang tuần, lễ cưới của tôi và Lâm cũng diễn ra tại nhà thờ. Tôi trong bộ váy cưới cô dâu trắng tinh xinh đẹp, khoác tay chú rể lịch lãm đi vào trong thánh đường. Hai bên là những tiếng vỗ tay reo hò chúc mừng của mọi người. Thỉnh thoảng ở một góc nào đấy, lại thấy những ống kính của phóng viên hướng về phía chúng tôi. Chắc có lẽ họ được mời đến đây để che lấp đi tin đồn kia. Hàng trăm con mắt đang hướng về phía tôi cũng làm cho tôi cảm thấy hồi hộp. Bàn tay lạnh ngắt mà run run. Còn về phía Lâm từ đầu đến giờ vẫn là gương mặt không cảm xúc đó. Cứ thế cùng tôi đi đến hết con đường vào trong thánh đường. Lời cha xứ vang lên. Phạm An Nhiên, con có đồng ý lấy Trịnh Hoàng Lâm làm chồng và hứa khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, cũng yêu thương và một lòng chung thủy. Hai tay tôi bấu víu vào nhau, do dự trong giây lát, rồi cũng nói trong miễn cưỡng. Con đồng ý. Trịnh Hoàng Lâm, con có đồng ý lấy Phạm An Nhiên làm vợ và hứa khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, cũng yêu thương và một lòng chung thủy. Lâm anh ta nói trong lạnh tanh. Con đồng ý. Nghi lễ vừa kết thúc, cũng là lúc tôi nghe được tiếng vỗ tay của mọi người ở dưới kia. Nhìn xung quanh một lượt, chỉ toàn những người xa lạ. Cho đến khi tôi định thu lại ánh nhìn, thì bất ngờ ánh mắt tôi dừng lại trên thân hình của một người. Là Phong. Sao anh ta lại có mặt ở đây? Tôi cứ đứng đần người mà nhìn Phong, và Phong anh ta cũng nhìn tôi. Dường như ánh mắt có đọng một nét buồn. Bên cạnh Lâm, hắn ta cũng nhìn sang An Nhiên, rồi lại rời mắt về hướng Phong. Hắn ta cau mày rồi trong chốc lát đột nhiên cười nhếch miệng. Lễ cưới kết thúc, tất cả mọi người ra về. Phong anh ta đứng đấy nhìn theo bước chân của An Nhiên dần đi khuất. Cũng là lúc Phong nắm chặt bàn tay lại. Cũng vì thế mà những đường gân xanh nổi lên, hắn ta không kìm được mà hét lên. Hoàng Lâm, tại sao lúc nào anh cũng cướp đi thứ mà tôi yêu quý? Tại sao? Sau lễ cưới, Lâm cũng đưa tôi về nhà riêng rồi lái xe đi. Cũng may chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Chứ nếu mà thật thì tôi đau buồn vì sự vô tâm của hắn ta đến chết mất. Căn nhà rộng lớn như thế này nhưng lại neo người. Chỉ có tôi với dì Năm. Còn cô Thục Uyên, em gái của anh ta dì đó, từ khi tôi bước chân vào đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi ra làm sao. Nghe nói là mới đi Mỹ nên chưa về nước. Tắm rửa xong xuôi, chút bỏ hết những thứ nặng nề trên người xuống cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Vì lễ cưới ngày hôm nay mà tay chân tôi mệt nhừ, chỉ muốn ngã lưng xuống giường mà nằm ngủ một giấc cho đã đời, nên quyết định không chở hắn ta. Định với tay tắt điện thoại thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Nhìn vào màn hình thấy số lạ, tôi do dự trong giây lát rồi cũng ấn nghe máy. Alo, ai vậy ạ? Bà đây, cháu dâu ngủ chưa? Nghe giọng bà trong điện thoại, tôi có hơi bất ngờ, không nghĩ gọi cho tôi giờ này. Dạ, cháu chưa ngủ, không biết bà gọi cháu giờ này có gì không? Không có gì, ta gọi chỉ để hỏi thăm hai đứa, mà thằng Lâm có ở nhà không? Dạ, hắn ta, à không, anh Lâm đi vẫn chưa về bà ạ. Cái thằng có vợ rồi mà cứ đi suốt, thì còn làm ăn được gì nữa?
Trong câu nói của bà hình như có gì đó sai sai. Hắn ta thì làm ăn gì được? Bà nói sao ạ? À không, ta chỉ buột miệng nói cho vui vậy thôi. Trễ rồi, cháu cũng ngủ đi, ta cúp máy đây. Dạ vâng. Khi tôi vừa để điện thoại xuống bàn, cũng là lúc nghe được tiếng cạch cửa. Không cần đoán cũng biết là hắn ta đã về. Không quan tâm, tôi cứ thế mà lấy chăn trùm kín cả người lại mà đi ngủ. Còn chưa kịp nằm ấm giường thì tấm chăn trên người tôi cũng bị hắn giật mạnh rồi vứt sang một bên. Lâm anh ta buông ra một câu không thể nào ngắn hơn. Dậy. Tôi điên tiết bật mạnh người dậy, mặt nhăn nhó nhìn hắn ta. Anh không thấy tôi đang ngủ sao? Đi chuẩn bị nước cho tôi tắm. Anh có tay có chân, sao không tự đi mà bảo tôi? Lâm anh ta bất ngờ đi đến chỗ tôi, cúi người xuống, hai tay chống xuống giường, mặt đối mặt. Ở cự ly rất gần này, tôi cảm tưởng chỉ cần một cái nhích người của tôi thôi, cũng có thể chạm vào môi của hắn. Mà điều đó thì thật không nên chút nào. Đồng ý, có đôi lúc tôi cũng bị mê hoặc bởi khuôn mặt quá đẹp trai cùng với thân hình rắn chắc kia. Nhưng cũng may lý trí vội về kịp mà lấn át cái cảm xúc quái quỷ kia đi. Hắn ta là gay nên dù có thế nào đi nữa, tôi phải thật bình tĩnh. Không phải cô khăng khăng muốn lấy tôi cho bằng được sao? Vậy thì cũng nên làm tốt bổn phận của người vợ đi chứ. Mẹ kiếp, hắn ta mở miệng là không bao giờ nói câu nào tử tế. Làm như tôi đến đây ăn hết của cả nhà hắn thì phải. Không phải vì pin thì có giải vàng trên khắp thảm đỏ, tôi cũng không bao giờ muốn bước chân vào đây. Hắn là đang muốn chọc tôi tức điên rồi tự nguyện bỏ đi đây mà. Xin lỗi nha Lâm, anh còn non và yếu lắm. Suy nghĩ một lát, tôi cũng thay đổi chiến lược. Nếu mà cứng với hắn thì chắc chắn tôi sẽ thua. Vậy thì thử mày một lần xem sao. Muốn sống cùng với hắn ta thì phải chiêu trò một chút, chứ hiền quá cũng không xong. Nghĩ sao làm vậy, tôi liền nở một nụ cười ma mị, cơ thể giả vờ uốn éo, tay phải đặt lên vai hắn, tay kia đặt lên ngực săn chắc kia, rồi nhẹ nhàng lướt những đầu ngón tay, chạy dọc theo chiều cúc áo. Khỏi phải nói, tôi đây còn nổi hết cả da gà, chứ nói gì hắn. Lâm ơi, lần này anh chết chắc rồi. Hay là để tôi phục vụ cho anh tắm nha. Lâm mặt anh ta đỏ ửng như gái 18. Tôi nhìn mà không nhịn được cười, nhưng cũng phải cố nuốt vào trong. Giữ nguyên vẻ mặt ban đầu, những ngón tay vẫn tiếp tục trêu ghẹo anh ta. Lần này dường như tôi cảm nhận được hơi thở của Lâm phả vào mặt tôi, càng lúc càng nóng. Đôi mắt cũng chuyển sang đỏ ngầu, xuất hiện những tia máu nhỏ đọng ở hai bên khóe mắt. Bộ dạng này sao tôi thấy đang giống... Đừng nói anh ta có hứng thú với tôi chứ. Nếu thật thì tôi biết chạy đường nào. Khi còn đang suy đoán thì bất ngờ Lâm giữ chặt bàn tay đang trêu ghẹo kia lại, đẩy mạnh tôi nằm xuống giường. Vì quá nhanh nên tôi còn chưa kịp phản ứng gì. Nhìn bộ dạng của hắn cùng với hành động vừa rồi làm cho tôi có cảm giác bất an. Không lẽ hắn có hứng thú với tôi thật? Hắn ta cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi, còn tôi thì cứ cầu trời khấn Phật cho suy đoán của mình là sai. Tôi cứ thế nằm xem anh ta định làm gì tiếp theo. Đây cũng là một cách kiểm chứng lại một lần nữa có đúng hắn có phải là gay hay không. Cũng phải mất vài phút, anh ta mới mở miệng nói giọng khàn đục. Khỏi cần, tôi tự tắm được. Nói rồi, Lâm cũng quay người đi vào trong. Tôi nằm đấy mà thở phào một cái, rồi cũng ôm bụng cười. Lâm anh ta quay người bỏ đi thì cũng hiểu rồi ha. Vậy là từ nay tôi cũng không còn lăn tăn nghi ngờ về giới tính của anh ta nữa. Trong lòng cũng thoải mái hơn. Cứ thế mà ung dung nằm ngủ, nhưng vẫn không sao ngủ được. Đã hơn 30 phút rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng nước xả ở trong kia. Sao hôm nay anh ta tắm lâu dữ vậy? Cuối cùng anh ta cũng chịu bước ra, trên người cũng còn đọng lại vài giọt nước sau khi tắm. Trông thì hấp dẫn thật đấy, nhưng lại đáng tiếc thay. Sao dạo này tôi cứ hay suy nghĩ gì đâu, lắc đầu vài cái cho tỉnh người rồi cũng lên tiếng hỏi. Anh ngủ trên giường hay trên ghế? Giường. Ok, nhà anh có quyền. Chăn gối trong tủ. Tôi biết rồi. Tôi nhanh chân đi lại mở tủ lấy gối, rồi nằm ngả lưng xuống ghế. Thật sự nãy giờ cũng mệt với đau lưng lắm rồi,
nhưng cũng cố gắng gồng mình lên để đối phó với anh ta. Nhưng nằm mãi vẫn thấy khó chịu sao sao ấy. Hay tại mặc áo con nên thấy vậy. Lúc trước khi đi ngủ, tôi không mặc cứ thả rông như thế cho thoải mái. Chỉ từ khi về đây có anh ta ở nhà tôi mới mặc thường xuyên như thế này. Nhưng giờ tôi biết rồi, toàn là chị em cả nên cũng không cần phải ngại ngùng gì. Vòng tay ra đằng sau mà cởi phăng nút áo vứt sang một bên. Đúng thật cởi ra thấy nhẹ cả người. Cứ thế tôi đánh một giấc cho đến sáng. Lâm anh ta có thói quen dậy sớm chạy bộ. Vừa xuống giường bước chân hắn cũng chợt khựng lại. Ánh mắt hắn ta dừng lại trên người An Nhiên đang ngủ, rồi di chuyển dần xuống phía dưới. Chiếc váy của An Nhiên được kéo lên đến tận đùi, làm lộ ra đôi chân trắng nõn nà. Bất giác hắn cau mày, rồi lại nhìn sang bên cạnh là chiếc áo lót đang nằm chênh ngang ở đó. Lâm hắn ta lắc đầu ngán ngẩm, rồi cũng vội kéo chăn đắp lên người cho An Nhiên mà quay người đi ra ngoài. Tại tập đoàn Hưng Thịnh, Lâm đang đứng chờ thang máy thì cũng lúc Phong đi đến. Đêm tân hôn của anh như thế nào, thú vị chứ? Lâm vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó. Mày quan tâm đến tao hay là đang quan tâm đến việc khác? Phong anh ta cười nhếch miệng. Anh lại đang nghi rồi. Lâm hắn ta cũng cười nhẹ. Có những thứ đáng nghi thì dĩ nhiên vẫn nên đề phòng sẽ tốt hơn. Phong vẻ mặt hơi đăm chiêu nhìn anh trai mình. Tại sao từ nhỏ cho đến lớn anh lúc nào cũng lạnh lùng với tôi vậy? Vậy thì mày phải về hỏi mẹ mày xem bà ta đã làm những việc gì đáng sợ. Nói rồi Lâm quay người bỏ đi. Phong nói với theo. Nhưng tôi là em trai của anh. Bước chân Lâm đang đi chợt khựng lại khi nghe Phong nói. Hắn ta không quay người lại, chỉ đứng im vậy trong vài giây, rồi cũng thốt lên một câu khiến cho người nghe phải đau lòng. Nhưng tao chưa bao giờ xem mày là em trai, hiểu chưa Phong? Phong vẻ mặt hiện lên sự tuyệt vọng, buồn bã rồi cũng quay người đi. Hai anh em hay cá tính, nhưng họ không ngờ sau này vì một người con gái mà cả hai đều phải đau khổ trong một thời gian dài. Cả ngày hôm đó không có việc gì làm, cảm thấy ngứa ngáy tay chân nên cũng quyết định gọi cho cái Thư để rủ nó đi đâu đó cho thoải mái. Tiếng chuông đổ một hồi, cuối cùng nó cũng bắt máy. Sao Linh thế? Tao cũng đang định điện thoại cho mày đây. Sao, tân hôn cảm giác như thế nào? Con quỷ, mày biết rồi còn chọc tao. Anh ta thì làm được gì mà tân với chả hôn? Tiếng con Thư bật cười to trong điện thoại. Ồ, thế là gay thật hả? Ừ, tao đã kiểm chứng. Anh ta đúng là gay chính hiệu. Vậy là bà ấy nói thật, không lừa mày. Ừ, mà thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi. Hôm nay mày có đi làm không? Sang chở tao đi đâu đó cho đỡ buồn. Hôm nay tao được nghỉ mà mày đang ở đâu đấy? Còn ở đâu được, nhà anh ta chứ đâu. Mày chuẩn bị đi, tí tao sang đón. Ok. Đúng hẹn con Thư cũng đến đón tôi. Trên đường đi tôi bỗng nhiên lại thấy nhớ Bin, nên cũng nói vỗ vai cái Thư. Mày ghé sang trường Cubin cho tao nhìn nó một lát. Lại nhớ Bin rồi à? Tôi trả lời lại cái Thư trong buồn bã. Ừ, không khi nào là không nhớ. Khi nào mày có con thì sẽ hiểu được cảm giác của tao bây giờ. Thư cũng lên tiếng an ủi tôi. Thôi, cố gắng lên. Chỉ cần xong vụ này, mày lại được đoàn tụ với con. Ừ, chỉ có cách đó là nhanh nhất để tao được ở bên Bin. Đi được một đoạn nữa cũng đến trường của Bin. Tôi chỉ đứng ở ngoài nhìn vào, thấy Bin gương mặt ngây ngô đang chơi đùa cùng bạn mà lòng tôi quặn thắt lại. Nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống hai bên gò má. Tôi đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia mà nói thầm. Bin hãy đợi mẹ, không lâu nữa mẹ sẽ đến đón con. Nhìn con thêm một lát nữa, tôi cùng cái Thư cũng rời đi. Nó chở tôi đến một quán cà phê cũng khá đẹp. Vừa bước vào quán tôi đã gặp lại Phong. Anh ấy cũng từ trong đi ra. Phong nhìn thấy tôi, anh cũng lên tiếng chào hỏi trước. Lại gặp cô ở đây rồi. Tôi cười cười mà đáp lại. Vâng, không nghĩ lại gặp anh ở đây. Anh đi cùng với ai sao? Tôi đi cùng với một người bạn, nhưng anh ta về trước rồi. Tôi có thể mời cô một ly cà phê chứ? Vâng, dĩ nhiên là được. Còn Thư đứng bên cạnh cũng tỏ ra vẻ biết ý mà nhanh miệng nói. Mày ở đây đi,
Tao sang siêu thị bên kia mua ít đồ, tí tao quay lại. Ừ. Khi Thư rời đi, tôi và Phong cũng chọn một bàn ở góc kia mà ngồi xuống. Phong lên tiếng hỏi. Sau lần đó tôi có quay lại tìm, nhưng cô không còn ở đó nữa. À, tôi có việc nên dọn đi. Tôi nhớ lại lúc hôn lễ Phong cũng có mặt ở đó. Không biết anh ta có quan hệ gì với gia đình Lâm hay không? Tôi thắc mắc nên cũng hỏi. Bữa hôn lễ đấy, tôi thấy anh cũng có mặt ở đó. Anh biết Lâm sao? Phong nét mặt anh ta hiện lên nét hơi buồn. Lâm là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi. Ngay đến đây tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Phong hỏi lại. Sao cơ, hai người là anh em à? Có gì lạ sao? À không, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên chút thôi. Không ngờ Phong lại là em trai của Lâm. Trái đất này tròn thật. Hai người là anh em, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Phong luôn tạo cho tôi cảm giác thoải mái khi nói chuyện với anh, dễ gần và ấm áp. Còn Lâm anh ta rất lạnh lùng và khó hiểu. Cuộc sống hôn nhân cô như thế nào, tốt chứ? Câu hỏi của Phong tuy bình thường, nhưng đối với tôi đó là một câu hỏi khó. Không biết phải trả lời sao, trong khi tôi cũng không biết được đây có được gọi là hôn nhân không, nên chỉ ậm ừ qua loa. Ừ, tốt. Phong anh ta cau mày khi nhận lại được câu trả lời miễn cưỡng của An Nhiên, nhưng hắn ta không muốn hỏi sâu thêm vì mối quan hệ giữa hai người chỉ nên dừng lại ở đó. Vậy tốt rồi. Lâm hắn ta đang dừng đèn đỏ bên kia đường, vô tình nhìn thấy An Nhiên và Phong đang ngồi cười nói vui vẻ. Mặt hắn đổi sắc, nhếch miệng cười, rồi lái xe đi với tốc độ bàn thờ. Dường như Lâm hắn ta không được vui khi nhìn thấy cảnh đó. Khi nhìn vào ánh mắt của Phong, dường như tôi cảm nhận được một nét buồn nào đó thoáng qua, cũng khiến cho lòng tôi không mấy được vui. Tôi không biết đó có phải là sự rung động hay chỉ là sự cảm thông chia sẻ của tôi dành cho Phong. Nhưng có một điều tôi cần phải biết, đó là không được động lòng với bất kỳ ai, vì tôi mãi mãi vẫn không thuộc về thế giới của họ, thế giới của sự giàu sang, luôn đi kèm là sự tranh giành. Cô An Nhiên, cô có ở trong đấy không? Tôi đang nằm ngâm mình trong bồn tắm, tiếng dì Năm gọi bên ngoài cũng làm tôi bừng tỉnh, mà từ từ mở mắt, nghiêng đầu sang mà nói vọng ra. Dạ, con đang tắm, có chuyện gì vậy dì? Mời cô xuống dùng cơm, cậu Lâm đang chờ ở dưới nhà đấy ạ. Nghe đến tên Lâm là cả người tôi lại nổi hết cả da gà lên, như kiểu tôi dị ứng với hắn ta thì phải. Mà lúc nãy vì mải suy nghĩ những chuyện linh tinh, nên tôi ngủ quên lúc nào không hay. Chắc phải ngâm mình lâu lắm, nên bây giờ tôi mới thấy người lạnh lạnh thế này. Mặc dù nhiệt độ đang nóng, nhưng tôi cũng vội lấy chiếc áo khoác mặc vào cho đỡ lạnh, rồi đi xuống dưới nhà. Vừa đến cuối cầu thang, đã thấy hắn ta ngồi chỉnh ình ở bàn ăn. Quần áo vẫn chưa thay ra, chắc cũng vừa mới về. Nhưng tại sao hôm nay hắn ta lại có hứng mà ăn ở nhà? Mọi khi phải đến 10 giờ đêm hắn mới có mặt tại phòng. Thôi kệ, suy nghĩ gì cho mệt người. Nhà anh ta thì anh ta muốn về lúc nào thì tùy. Tôi cũng rảnh quá cơ. Tôi đi đến bàn không nói câu nào cũng ngồi xuống. Lâu lâu lại lén nhìn hắn ta, xem có đang nhìn mình không. Đúng là dân kinh doanh, giờ ăn cơm cũng mang máy tính ra làm việc cho được. Ngồi đây cũng chán nên tôi đứng dậy đi vào bếp, phụ dì Năm bê những thức ăn còn lại ra. Nhìn mấy đĩa thức ăn đã thấy thèm rồi. Đúng tay nghề của dì Năm quá cao, đã nấu ngon mà còn bài trí rất đẹp. Lướt qua một vòng, mắt tôi chợt dừng lại ở tô canh không có hành ở góc kia, dường như được dì Năm múc ra riêng. Có chút tò mò nên cũng hỏi. Tô canh kia dành cho ai mà phải để riêng ra vậy gì? À, cái đó tôi để riêng ra cho cậu Lâm. Cậu ấy từ nhỏ đã không ăn được hành. Dạ vâng. Tôi định quay người bê thức ăn ra, nhưng trong đầu lại lóe lên suy nghĩ muốn chơi khăm anh ta. Nhìn sang dì Năm, rồi lén bỏ thêm muối vào tô canh của hắn. Cười thầm mà bê ra đặt nhẹ nhàng trước mặt, rồi đi lại ghế đối diện ngồi xuống. Vừa lúc dì Năm cũng đi đến chỗ tôi đặt xuống đĩa tôm rang me mà tôi thích. Dì cũng tiện miệng hỏi. Cô An Nhiên thấy lạnh trong người sao? Dạ, chắc lúc nãy con ngâm mình hơi lâu. Vậy cô phải giữ ấm, không dễ bị cảm lạnh lắm. Dạ, con biết rồi dì. Trong bữa ăn thỉnh thoảng tôi có nhìn sang hắn,
Nhưng anh ta vẫn chưa đụng vào tô canh kia. Lạ nhỉ, hay hắn biết tôi giở trò rồi. Mặc dù miệng không muốn ăn, nhưng cũng ráng ngồi đấy chờ thêm lát nữa xem sao. Cuối cùng thì Lâm anh ta cũng đưa thìa vào tô canh kia. Thì ra hắn có thói quen ăn xong mới uống canh. Tôi vẫn tỏ ra vẻ bình thường, giả vờ ăn phần cơm của mình. Không lâu tôi cũng nghe được tiếng ho sặc sụa của hắn. Không nhịn được, tôi vội cúi gằm mặt xuống bàn mà cười, cố gắng không phát ra tiếng. Khi ngẩng mặt lên đã thấy cặp mắt hắn ta nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ vì ho mà mặt cũng đỏ bừng lên, trông cũng thảm hại không kém. Dì Năm thấy vậy cũng lo lắng nhìn Lâm hỏi. Cậu Lâm không sao chứ? Canh có vấn đề gì à cậu? Miệng nói nhưng mắt hắn ta vẫn nhìn tôi, gằn giọng nhấn mạnh câu cuối. Không sao, canh ngon lắm. Nói rồi anh ta đứng dậy đi lên phòng, cũng không quên liếc nhìn tôi khi đi ngang qua. Kệ chứ, ai bảo lúc nào mở miệng ra cũng nói kiểu khó ưa. Tôi chỉ là muốn cho anh ta biết cảm giác bị người khác chơi khăm là như thế nào. Phụ dì Năm dọn dẹp xong tôi cũng đi lên phòng. Thấy Lâm ngồi ôm laptop trên giường, tôi cứ thế đi lơ qua lại chỗ mình mà nằm xuống. Được một lát, sao tự nhiên tôi thấy chóng mặt quá. Đầu óc cứ quay cuồng, người cũng dần nóng ran lên. Thôi chết, có khi lại bị cảm lạnh rồi. Cái tội lúc nãy ngủ quên trong bồn tắm đây mà. Mặc dù tôi với cô là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cô cũng nên giữ thể diện cho tôi. Ở ngoài đường mà cứ cười cười nói với thằng khác thì mặt mũi tôi để đâu? Anh ta đang nói nhảm gì vậy? Thể diện gì? Cười nói với ai? Cả người tôi mệt nhừ, mắt lừ đừ cứ thế nằm im không trả lời lại, mà có muốn cũng không còn sức để nói. Lâm hắn ta không thấy tôi trả lời trả vốn gì lại, cũng đưa mắt sang chỗ tôi nằm. Nhìn thấy tôi nằm co ro, người run bần bật, hắn ta cũng nhanh chóng đi lại mà lay người tôi. Này, cô bị sao thế? Thấy tôi vẫn không lên tiếng, Lâm đưa tay sờ lên trán tôi rồi vội thụt lại nói. Sốt cao quá, cô nằm đây chờ tôi đi mua thuốc. Nói rồi Lâm cũng nhanh quay người rời đi. Nằm trên này tôi vẫn nghe được tiếng động cơ của xe dưới nhà. Lâm anh ta đang đi mua thuốc cho tôi hay sao? Hay là tôi đang bị ảo giác? Một lúc sau tôi nghe được tiếng cạch cửa, nhưng vì quá mệt nên cũng lười mở mắt ra xem là ai. Khi có tiếng bước chân đi vội lại chỗ tôi cùng với giọng nói có phần lo lắng, thì mới biết đó là Lâm. Cô dậy uống thuốc đi cho hạ sốt. Tôi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn Lâm, rồi cũng đưa tay xuống chống người ngồi dậy. Có lẽ vì quá mệt nên được nửa chừng thì bị ngã xuống. Nhưng dưới lưng cảm giác không mềm mềm như chiếc ghế sofa tôi hay nằm. Thay vào đó là vật gì đó dài dài cứng cứng. Nhìn sang mới biết là cánh tay của Lâm đang đỡ người tôi. Cũng chính vì thế mà cả người tôi nằm gọn trong lòng của Lâm. Thật sự ở tư thế này không nên chút nào. Nhưng người tôi lại mềm nhũn như bún, không còn sức mà để ngồi dậy. Thôi thì kệ, dù sao cũng là hội chị em với nhau, không cần thiết phải ngại. Lâm đưa thuốc lên trước mặt tôi rồi nói. Cô uống đi. Giọng tôi có phần yếu ớt đáp lại. Cảm ơn, không nghĩ là anh đi mua thuốc cho tôi đấy. Bộ tôi đối xử với cô tệ lắm sao mà cô nghĩ vậy? Không phải, nhưng hình như anh rất ghét tôi. Lâm im lặng không trả lời nên cũng hỏi lại. Anh ghét tôi đúng không? Cô nói nhiều quá, uống thuốc rồi ngủ đi. Nói rồi anh ta cũng đứng dậy đi lại phía giường mà nằm xuống. Tôi cũng không mong chờ gì câu trả lời của anh ta. Chính xác là Lâm ghét tôi, mà nói cho đúng là anh ta ghét phụ nữ. Không biết Lâm suy nghĩ gì mà đang nằm, tự nhiên ngồi bật dậy đi đến bế tôi lên. Có hơi hoảng hốt tôi vội kêu lên. Anh làm gì thế? Mau bỏ tôi xuống. Này, anh định làm gì vậy hả? Khi đến giường hắn nhẹ nhàng đặt người tôi xuống mà cau mày nói. Im miệng, ồn ào quá, tôi dán miệng lại bây giờ. Cô đang ốm, tôi cho cô ngủ trên giường một đêm, ngày mai trở lại như cũ. Thật tình không biết anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Tưởng đâu hắn ga lăng muốn nhường lại giường cho tôi. Ai dè chỉ là cho mượn tạm một đêm. Chắc tôi ốm nên thấy tội nghiệp chứ gì. Mà cũng phải thôi. Anh ta bị thế thì làm sao có thể ga lăng được với phụ nữ. Được nằm trên giường thoải mái với uống thuốc, cơ thể cũng thấy dễ chịu hơn. Mà tôi đánh một giấc cho đến sáng. Qua ngày mai phải hơn 9 giờ tôi mới dậy. Cơ thể cũng thấy khỏe hơn nhiều. Sờ tay lên trán cũng thấy không còn nóng nữa.
Nhớ lại đêm hôm qua, mặc dù tôi ngủ có hơi mê man, nhưng vẫn cảm nhận được thi thoảng có bàn tay sờ lên trán. Hình như cả đêm Lâm anh ta thức để thay khăn ấm cho tôi. Tôi cứ thế ngồi cười tủm tỉm, nghĩ thầm trong lòng, Lâm anh ta cũng không quá tệ. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi đi xuống dưới bếp xem có gì ăn lót dạ không, chứ đau vật vã cả đêm cũng thấy đói bụng. Vừa thấy tôi, dì Năm đã lên tiếng. Cô dậy rồi sao? Dạ, hôm qua con lên cơn sốt nên hôm nay dậy hơi trễ. Mà có gì ăn không gì, con đói bụng quá. Cô lại ghế ngồi đi, tôi vào hâm cháo lại rồi bê ra ngay. Vâng, cảm ơn dì. Vài phút sau, dì Năm cũng bê ra một tô cháo vừa thơm vừa nóng hổi. Khói còn bay nghi ngút, nhìn đã thấy ngon rồi. Tôi bưng lên ngửi ngửi mùi thơm, rồi ăn một lèo hết sạch tô cháo. Vì quá ngon mà tôi đưa ngón tay cái lên miệng cười cười mà khen dì ấy. Dì Năm nấu là ngon nhất. Cô quá khen rồi. Lúc sáng cậu Lâm dậy sớm rồi xuống bảo tôi nấu cháo cho cô, chứ tôi cũng đâu biết tối qua cô bị ốm. Nghe dì Năm nói tôi cũng thấy hơi bất ngờ. Sao tự nhiên hôm nay hắn lại quan tâm đến tôi như vậy? Hay là đầu óc có vấn đề gì không? Thật là khó có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Khi còn đang suy nghĩ lung tung thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình hiện lên người gọi là Hùng. Không tự nhiên mà hắn lại gọi cho tôi, chắc chắn có liên quan đến Bin. Tôi dự cảm thấy điều gì đó không lành, tay run run mà ấn máy nghe. Cô Bin bị mất tích rồi. Tôi nghe xong mà thấy choáng váng, tim đập thình thịch. Bin thằng bé bị mất tích sao có thể như vậy được? Không giữ được bình tĩnh mà hét lớn lên trong điện thoại. Anh đang nói điên gì vậy hả? Tại sao Bin lại mất tích? Anh đã đi tìm chưa? Tôi đi tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy Bin đâu. Hùng hắn nói đến đâu nước mắt tôi chảy ra đến đó. Thằng bé trước giờ rất ngoan, không bao giờ tự ý đi lung tung. Sao giờ lại như thế này? Bin có thể đi đâu được? Hùng, tôi nói cho anh biết, có việc gì xảy ra với con thì tôi sẽ giết anh đấy. Anh nghe rõ chưa? Nói xong tôi cúp máy rồi cũng chạy đi tìm Bin. Giờ phút này tôi phải thật bình tĩnh. Tôi đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt rồi cứ thế chạy đi khắp nơi tìm Bin. Đi đến những nơi tôi và con hay đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng con đâu. Đi đến trường thì cô giáo Bin bảo sáng nay con không có đi học. Tôi nghe mà rụng rời cả tay chân, ngồi thụp xuống đường mà khóc nức nở. Thằng bé còn nhỏ như vậy thì có thể đi đâu được? Hôm qua tôi còn gặp Bin cơ mà, sao bây giờ lại không thấy con đâu? Bin ơi, con đang ở đâu? Tôi lấy máy ra gọi cho Hùng. Tìm được Bin chưa? Tôi tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy. Anh có thử tìm lại trong nhà không? Có khi thằng bé đang trốn ở góc nào đó. Tìm khắp rồi nhưng không thấy. Tại sao sáng nay anh không đưa con đi học? Tôi có việc nên có bảo Kiều đưa thằng bé đi. Ngày đến đây thì bàn tay tôi siết chặt lại. Hắn ta dám giao con của tôi cho nhân tình trông giữ. Mấy lần đến thăm Bin tôi đã thấy cô ta không tốt lành gì rồi. Nên việc Bin mất tích có liên quan đến ả ta. Anh tin tưởng cô ta đến thế sao? Mau tìm con về đây cho tôi. Lâm hắn ta từ trong một nhà hàng đi ra, vừa đưa tay lên mở cửa xe thì tự nhiên hắn cảm giác đằng sau lưng có cái gì đó đang giật giật áo mình. Lâm vội quay người lại nhìn xuống thì ngạc nhiên khi thấy có một đứa bé đang đứng trước mặt mình. Cặp mắt to tròn long lanh của thằng bé cũng khiến Lâm phải thích thú mà ngồi xuống nở nụ cười nhìn nó nhẹ nhàng nói, nhóc con sao thế? Mẹ, tìm mẹ. Lâm hắn ta cau mày rồi cũng bế bổng đứa bé lên tay. Nhóc bị lạc mẹ sao? Thế có nhớ nhà ở đâu không? Chú đưa con về. Thằng bé chỉ lắc đầu rồi chỉ về hướng quán kem bên kia đường. Lâm nhìn theo cánh tay của thằng bé mà hỏi, nhà nhóc ở đó sao? Thằng bé vẫn lắc đầu. Lâm anh ta lại hỏi tiếp, nhóc muốn ăn kem? Thằng bé nở nụ cười ngây ngô mà gật đầu lia lịa. Lâm anh ta cũng đoán ra được ý của thằng bé. Vậy chú sẽ dẫn cháu sang bên kia ăn kem nhé. Con nít là vậy, cứ thấy ai nói chuyện nhẹ nhàng và chiều theo sở thích của nó thì nó rất quấn. Thằng bé cũng không ngoại lệ, cứ quấn lấy Lâm không chịu rời nửa bước. Lâm hắn ta suy nghĩ trong đầu định cho nhóc con ăn kem xong rồi sẽ đưa đến công an để họ tìm lại gia đình cho thằng bé. Chứ hắn ta cũng không biết phải làm sao. Ngồi nhìn nhóc con ăn kem mà tèm lem ra miệng, Lâm anh ta cười nhẹ.
rồi cũng vội lấy giấy lau miệng cho thằng bé. Hắn ta cũng buột miệng hỏi nhóc con ít thông tin xem nó có biết không, để tí nữa còn lên trình báo với công an. Nhóc có biết mẹ tên gì không? Thằng bé không cần suy nghĩ mà trả lời lại ngay, giọng còn nói ngọng. An Nhiên. Nghe hai từ An Nhiên phát ra từ miệng thằng bé mà hắn ta có chút giật mình. Chắc không phải cô ta đâu, chỉ là trùng tên thôi. Nhưng càng nhìn thằng bé thì hắn ta lại thấy càng giống cô ta. Trong ánh mắt của Lâm có dấy lên một sự nghi ngờ. Đi nãy giờ cũng đã hơn 4 tiếng mà vẫn không thấy Bin đâu. Người cũng đã thấm mệt, mồ hôi đổ ra. Tôi đi lại chỗ ghế đá kia ngồi nghỉ một lát. Chỗ nào khả nghi tôi cũng đã tìm qua nhưng vẫn không thấy con đâu. Tôi ngồi đó thơ thẩn như người mất hồn, không kìm lòng mà ôm mặt khóc nức nở. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi làm sao có thể sống nổi? Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình mà nhanh tay thò vào túi quần lấy máy ra ấn nghe. Alo, tôi Lâm đây. Tôi có hơi chút sững sờ khi người gọi đến là Lâm. Sao anh ta lại gọi cho tôi giờ này? Nhưng tôi cũng không còn tâm trí nào mà để ý đến nữa, nên cũng nói nhanh. Tôi đang bận chút việc, có gì anh nói nhanh đi. Cô đang bận gì vậy? Lúc câu hỏi của Lâm vừa dứt, cũng là lúc tôi thấy một đứa bé nào đó rất giống Bin vừa mới đi ngang qua. Vì quá vội mà tôi chưa kịp tắt máy, cứ thế chạy theo đứa bé mà gọi to. Bin ơi, mẹ đây này con, Bin. Lâm anh ta nghe được tiếng An Nhiên gọi con mình trong điện thoại. Hắn ta cũng cười nhẹ một cái, rồi cũng quay sang hỏi nhóc con kia. Nhóc tên gì vậy? Bin ạ. Khi tôi vừa đuổi kịp thằng bé, quay người nó lại thì mới biết không phải là Bin. Một tia hy vọng lóe lên giờ cũng vụt tắt. Nỗi sợ mất con trong tôi càng lúc càng lớn. Tôi giận Hùng một thì lại giận bản thân mình 10. Là do tôi không đủ bản lĩnh để đón con về bên mẹ. Nhiệt độ ngoài trời đang nắng nóng, mồ hôi mồ kê cứ thế đua nhau tuôn ra, nhưng vẫn không bằng trong lòng tôi đang nóng như lửa đốt. Khi còn lang thang đi ở ngoài đường, mắt không ngừng đảo quanh khắp nơi, thì tiếng chuông báo tin nhắn đến. Màn hình hiện lên số của Lâm khi nãy vừa gọi đến. Tôi vội mở ra xem, thì thấy hình con đang ngồi ăn kem ngon lành, kèm theo lời nhắn phía dưới. Đi đến quán kem đường dép. Không hiểu sao lúc ấy tôi ôm mặt mà khóc như một đứa con nít đang bị mất thứ gì đó mà nó yêu quý. Ngửa mặt lên trên trời mà chấp tay lại trời lại Phật, đã cho con của con được bình an, rồi bắt taxi đến địa điểm kia. Vừa đến nơi tôi đã thấy Bin đang ngồi với Lâm ở trong quán. Không biết anh ta đang nói gì mà nhìn thằng bé có vẻ rất vui và phấn khởi. Tôi nhanh chân chạy vào mà ôm chầm lấy Bin. Ôm chặt đến nỗi phải khiến thằng bé thốt lên. Mẹ, Bin đau. Nghe con nói đau, tôi vội buông ra rồi nhìn Bin hỏi. Bin, con đau chỗ nào chỉ mẹ xem. Thằng bé hết chỉ vào mông, rồi lại chỉ ra phía đằng sau lưng. Tôi cảm nhận được có điều gì đó bất thường, nên cũng vội kéo áo con lên xem, thì thấy những dấu hằn còn đỏ ửng chi chít trên lưng của con. Tôi kéo quần Bin xuống, thì cũng có những dấu vết như trên. Tay tôi sờ lên lưng Bin mà lòng đau như cắt. Ai đã từng làm mẹ rồi mới có thể hiểu được cảm giác đau xót con là như thế nào. Chỉ cần con ngã một chút, mẹ cũng thấy xót xa đến giường nào. Huống gì là nhìn thấy những dấu vết đau buốt kia. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau đớn ấy. Tôi cứ thế mà ôm con vào lòng, nhắm mắt lại cố ngăn dòng nước mắt đang dâng trào trong khóe mắt mà nuốt sự đau thương kia vào trong. Ôm Bin một lát cho thỏa nỗi nhớ thương, rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh. Không cần phải hỏi thì cũng biết ai đã gây ra thương tích cho Bin. Ngoài ả Kiều nhân tình của Hùng thì không ai khác. Ả ta dám đụng vào con tôi thì nhất định sẽ không yên ổn với tôi đâu. Không kìm được sự tức giận mà cũng nghiến răng thốt lên. Kiều, cô dám đụng vào con tôi thì cô chết chắc rồi. Tôi đưa gương mặt đầy phẫn nộ sang nhìn Lâm nói. Anh tạm thời đừng hỏi vì sao. Ngay bây giờ tôi cần phải đi đến một nơi. Nhờ anh trông chừng thằng bé một lát. Xong việc tôi sẽ quay lại ngay. Không đợi cho Lâm có đồng ý không, tôi nhanh chân chạy ra ngoài đường đón một chiếc taxi, rồi leo vào xe chạy đến nhà Hùng tìm ả Kiều kia. Lâm hắn ta cũng có hơi lo lắng khi nhìn thái độ khác lạ của An Nhiên. Anh ta đứng dậy rồi bế Bin ra ngoài xe, ngồi vào ghế sau mà nói với thư ký.
Cậu chạy theo chiếc xe taxi phía trước cho tôi. Vâng. Khi đến nơi, tôi nhanh đi lại phía cổng mà bấm chuông inh ỏi. Phải một lúc lâu mới thấy Ả Kiều từ trong đi ra, miệng vẫn không ngừng làu bào. Cái gì vậy trời? Mã động hay sao mà bấm ghê vậy? Từ từ người ta ra mở cổng chứ. Vừa thấy đầu Ả ta ló ra ngoài, tôi đã nhanh tay vồ lấy tóc Ả mà lôi cả người ra ngoài đường. Chắc vì quá nhanh và quá bất ngờ nên Kiều cô ta không kịp phản kháng, miệng chỉ biết la lớn lên. Mẹ mày là con nào mà dám nắm đầu bà? Con mau bỏ tay ra không? Mày còn hỏi tao là ai sao? Tao là mẹ của đứa bé tội nghiệp mà mày đánh không thương tiếc đây. Thì ra là mày. Mau bỏ tay ra không thì đừng trách tao. Tại sao mày lại đánh con tao hả con chó kia? Tao đã từng nói mày là đừng bao giờ đụng đến con tao dù chỉ là một cọng tóc. Mày nghe không hiểu tiếng người hả con kia? Tao cứ thích đánh đấy thì sao? Ai bảo mày đã ly hôn rồi thì an phận đi. Cứ thích đến ve vãn anh hùng làm gì hả con đĩ kia? Cô ta không chối bỏ mà thừa nhận việc mình làm. Nói với giọng điệu khiêu khích, càng làm tôi tức điên người mà càng ra sức giật mạnh tóc. Đĩ này, thích này, bè vãn này. Mỗi câu tôi nhấn mạnh đi kèm theo là một cú đá mạnh vào người Ả ta. Có lẽ vì đau nên cô ta cũng vùng vằng mà ra sức chống cự lại. Nhưng với người được học võ từ nhỏ như tôi thì cô ta sao là đối thủ. Còn tao ở đây nên bắt buộc hàng ngày tao phải đến thăm nó. Vậy mà mày lại nghĩ tao đến để ve vãn hắn ta. Tuổi thanh xuân của tao bọn mày đem ra đùa giỡn. Tao đã im lặng mà bỏ đi thì mày cũng biết điều mà yên phận đi. Tại sao còn đánh con tao? Mày có thể đụng vào bất cứ ai, nhưng đụng vào con tao thì không yên với tao đâu, nghe rõ chưa con đĩ kìa. Cô ta cố sức giãy giụa, khua tay loạn xạ để có thể nắm lại thứ gì đó trên người tôi, nhưng không được. Người như Ả ta suốt ngày chỉ biết nằm ngửa người ra thì làm gì có sức mà chống chọi với tôi, nên chỉ biết ú ớ chửi rủa. Mẹ mày con Nhiên, có mau thả ra không? Tao mà thoát ra thì mày chỉ có con đường chết với tao. Tiên sư nhà mày đã không biết chiều chuộng chồng, bị Hùng đá đít thì mày còn trách ai? Với lúc đó ở đằng sau tiếng của Hùng cất lên. An Nhiên, cô đang làm gì vậy hả? Mau thả Kiều ra. Hắn ta vừa nói vừa đi đến gỡ tay tôi ra, nhưng tôi không chịu buông. Hất tay hắn ra mà quát lớn. Anh biết sót cho Ả ta, tại sao không biết sót cho con hả? Cô bình tĩnh lại đi, thả ra rồi nói chuyện, không tôi gọi an ninh ở đây đến đó. Mặc dù cơn điên trong người tôi còn chưa hạ, nhưng cũng phải buông tay cô ta ra. Đúng thật là hổ ly thì vẫn là hổ ly. Vừa thả được Ả ta đã chạy lại chỗ Hùng mà ống ẹo. Anh ơi, đau quá, không biết em có làm gì sai không mà tự nhiên chị ấy đến rồi nắm đầu em lôi ra ngoài này đánh không thương tiếc. Hùng nhìn sang thấy Kiều đầu tóc bù xù cũng quay sang nhìn tôi mà trách móc. Cô bị điên à Nhiên? Đang yên đang lành sao lại đánh người? Nhìn thấy Ả ta tôi đã thấy chướng mắt, cộng thêm hắn ta tôi lại càng điên tiết. Tôi không rảnh rỗi mà tự nhiên chạy đến đây đánh người. Anh thử hỏi cô ta xem đã làm gì con tôi. Lời vừa dứt hắn ta cũng quay sang nhìn Kiều. Ả ta vẫn tỏ ra gương mặt đáng thương ấy mà nũng nịu. Em có làm gì Bin đâu. Lúc sáng em cũng đã nói với anh rồi là em đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho Bin. Nhưng khi bê lên đã không thấy Bin đâu, em liền gọi điện cho anh đấy. Đấy, cô nghe rõ chưa? Kiều không như cô nghĩ đâu. Lần này thì tôi thật sự không kìm chế được hai con người đang đứng trước mặt tôi nữa. Ả ta nói gì hắn cũng tin răm rắp mà không có chút hoài nghi. Anh không có đầu để suy nghĩ sao Hùng? Hay não anh bị chó tha đi mất rồi? Bin nó còn nhỏ như vậy, sao có thể tự mở cửa mà đi ra ngoài? Thì tôi không để ý nên quên đóng cửa. Mày không để ý hay là cố tình để cửa cho thằng bé chạy ra ngoài? Mà không chừng sau khi đánh nó, mày đuổi nó ra cũng nên. Chị đừng có ngậm máu phun người. Thôi không cãi nhau nữa, cô tìm được con chưa? Nghe hắn ta nhắc đến con mà tôi cười khinh. Anh mà còn nhớ đến con sao Hùng? Trước khi đi ra khỏi nhà tôi đã nói với anh là nếu con nó bị tổn hại gì thì có chết tôi cũng mang thằng bé đi. Vậy tại sao anh lại để cho Ả ta đánh nó không thương tiếc vậy hả, thằng khốn? Cô ăn nói cho đàng hoàng, chửi ai khốn? Thằng bé bị đánh khi nào mà cô nói nó bị đánh? Tôi không hiểu tại sao ngày xưa có thể yêu được người như anh ta. Nắm chặt bàn tay lại mà không nể nang gì, chửi thẳng vào mặt hắn ta. Mày không những khốn nạn mà còn ngu nữa đấy Hùng. Làm ba mà không biết con mình bị ai đánh. Đánh khi nào thì mày cũng không có tư cách mà gọi tên con tao đâu. Mày chỉ biết đến con đĩ kia, suốt ngày ôm ôm ấp ấp nó thì biết cái quái gì đến con.
Hùng mặt anh ta liền đổi sắc khi nghe tôi chửi. Hắn ta giơ tay lên định đánh tôi, nhưng còn chưa kịp né thì đã có một cánh tay khác giữ tay hắn ta lại trên không trung. Bên tai tôi còn nghe được tiếng Lâm cất lên. Mày muốn đụng vào người vợ tao thì phải hỏi tao có đồng ý không đã chứ. Mày là thằng nào mà dám lớn tiếng với tao? Mày không cần biết tao là ai, nhưng đủ khả năng làm cho ông già mày ngày mai phải tuyên bố phá sản, vậy đã đủ chưa? Nhìn vẻ mặt lạnh lùng đầy khí chất của Lâm, Hùng cũng có phần e dè, nhưng vì sĩ diện, Hùng hắn ta không chịu thua hất mặt lên nói. Mày đừng có bố láo, tưởng nói thế thì tao sẽ sợ à? Kiều cô ta ghé sát vào tay Hùng nói nhỏ. Anh ta là con trai cả của tập đoàn Hưng Thịnh lớn nhất nhì ở thành phố này đấy anh. Hầu hết những công ty khác không ai dám làm mất lòng với hắn ta. Hùng nghe qua cũng bắt đầu có chút lo lắng. Nếu đúng thật như vậy thì bố anh ta sẽ giết chết hắn ta mất. Tao không rảnh để đôi co với mày, nhưng tao cảnh cáo đừng để tao thấy một ngón tay nào của mày đụng vào người vợ tao. Nếu không hậu quả mày tự biết rồi đấy. Nói rồi Lâm cũng nắm lấy tay tôi mà kéo đi, mặc kệ hai người ở phía sau đứng thần người ra. Nhưng đi được vài bước, Hùng hắn ta chạy theo nắm tay tôi lại hỏi. Cô đang giấu thằng bé ở đâu? Tôi liền hất tay hắn ra mà vung tay lên tát cho Hùng một cái thật đau. Anh mà biết quan tâm đến con sao? Hay anh chỉ xem thằng bé là công cụ để thỏa thuận với mẹ của anh để được ở cùng với ả ta? Hùng, anh có biết là anh khốn nạn đến cỡ nào không Hùng? Tránh xa mẹ con tôi ra. Cô được lắm, để xem mẹ tôi có để yên khi cô dẫn cháu bà đi không? Anh không cần phải đem mẹ của anh ra hù dọa tôi. Có chết tôi cũng không để Bin ở cùng với mấy người. Cô được lắm. Bây giờ có người chống lưng nên mạnh miệng chứ gì. Để xem hắn chống cho cô được bao lâu. Hay nó chơi chán rồi đá cô ra đường. Tôi nhìn hắn ta nói một cách để mỉa mai. Bản thân anh đã là rác thì đừng nhìn ai cũng giống như mình chứ. Cô... Tôi phớt lờ hắn mà kéo tay Lâm bước đi. Cũng không quên liếc sang ả Kiều kia. Thì thấy cô ta đang nhìn Lâm nãy giờ với ánh mắt thèm thuồng. Ra đến xe tôi vội mở cửa ghế sau. Đã thấy Bin đang nằm ngủ ngon lành ở đó. Tôi cứ thế ngồi vào ôm lấy Bin mà hôn khắp người con. Lâm anh ta cũng mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh nói với thư ký. Cậu cho xe chạy về nhà riêng của tôi. Dạ vâng thưa anh. Trên đường đi tôi cứ thế mà ôm lấy con, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Tôi xót con bao nhiêu thì lại hận chính bản thân mình bấy nhiêu. Nếu trước đây tôi đủ mạnh mẽ thì đã không có ngày hôm nay. Lâm anh ta ngồi bên cạnh chỉ im lặng không nói gì. Lâu lâu lại đưa giấy cho tôi lau nước mắt. Xe đang đi thì tự nhiên anh ta bảo thư ký dừng xe lại. Tôi thấy Lâm mở cửa bước xuống, rồi băng qua đường đi vào hiệu thuốc Tây. Ban đầu cứ nghĩ anh ta đau gì nên vào đó mua ít thuốc. Nhưng sau đó tôi mới biết anh ta vào mua ít thuốc bôi cho Bin. Cô cầm lấy tí về bôi cho thằng bé. Tôi có chút ngạc nhiên cầm lấy túi thuốc mà trả lời. Cảm ơn anh. Xe dừng trước cổng, Lâm quay sang nói với tôi. Cô cứ ngồi yên đấy, để tôi xuống mở cửa bế thằng bé. Cô đứng lên, nhóc con sẽ giật mình. Lâm anh ta suy cho cùng cũng là người ngoài, chỉ mới gặp Bin ngày hôm nay nhưng lại rất quan tâm đến Bin. Còn Hùng anh ta làm ba mấy năm nay nhưng chưa bao giờ để ý đến thằng bé dù chỉ một lần. Nghĩ cũng thật ngược đời. Lâm mở cửa rồi bế thằng bé từ tay tôi quay người đi vào trong nhà. Tôi cũng bước xuống lây từng bước chân nặng nề theo sau anh ta. Vừa đến sân dì Năm đã vội chạy ra. Nhìn thấy bộ dạng tôi như thế cũng lo lắng hỏi. Ôi trời, lúc sáng cô chạy đi đâu mà hốt hoảng. Tôi chạy theo nhưng không kịp. Đầu tóc sao bù xù thế này? Tôi nhìn dì giọng nói mệt mỏi. Không có gì đâu dì, còn có tí việc thôi. Tôi thấy cậu Lâm có bế một đứa bé đi vào. Vâng, thằng bé là con của con. Dì Năm nghe có phần ngạc nhiên nhưng cũng tinh ý nên không hỏi gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng nói. Thôi cô lên phòng tắm rồi nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi vào bếp nấu cháo. Tí nữa thằng bé thức dậy có cái mà ăn. Dạ con cảm ơn dì. Khi lên đến phòng tôi đã thấy Bin nằm ngủ ngay ngắn trên giường. Tôi đi đến ngồi xuống cạnh con. Nhẹ nhàng cúi người hôn thật sâu vào má con. Nụ hôn chứa bao nhiêu nỗi đau xót. Chứa đựng nỗi nhớ thương và cả tình yêu to lớn mà mẹ dành cho con. Tôi với tay lấy túi thuốc trên bàn, nhẹ nghiêng người con qua. Kéo áo lên, những vết tích ấy lại ập vào mắt tôi.
Tim tôi bỗng chốc nhói lên. Tôi cố nuốt những giọt nước mắt sắp trào ra vào trong. Cầm lấy hộp thuốc chuẩn bị mở nắp thì tiếng Lâm đằng sau cất lên, làm tôi cũng khựng lại. Cô vào tắm đi, để tôi bôi thuốc cho thằng bé. Tôi cảm thấy hơi làm phiền đến anh ta nên cũng từ chối. Cảm ơn anh, nhưng để tôi làm được rồi. Người có nhiều mồ hôi như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương của thằng bé. Nghe Lâm nói, tôi mới để ý mà nhìn xuống người mình. Bộ đồ ngủ tôi mặc lúc sáng vẫn nằm trên người mình, vì mồ hôi mà trở nên bết dính. Tôi cũng không chần chừ mà quay lại nhìn Lâm trả lời. Vậy làm phiền anh rồi. Nói rồi tôi đi lại tủ quần áo, chọn lấy một bộ quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Nước xả đến đâu, cơ thể tôi thấy thoải mái đến đó. Lang thang cả ngày ở ngoài đường nên cơ thể cũng dần thấm mệt. Tắm xong, tóc được chải gọn gàng, tôi mới đi ra ngoài. Nhìn thấy Lâm, anh ta đang chăm chú bôi thuốc, miệng vẫn không ngừng thổi vào những chỗ vết thương kia. Mà bất giác tôi thấy ấm lòng, hay nói đúng hơn là cảm kích. Nhưng anh ta đã biết tôi có một đời chồng và một đứa con. Có vì thế mà Lâm tống cổ tôi ra khỏi đây không? Hay anh ta sẽ bảo vệ mẹ con tôi? Tôi hít sâu một cái rồi cũng đi ra phía giường nhìn Lâm mà nói. Anh không có gì để hỏi tôi sao? Lâm thoa thuốc cho Bin xong, rồi cũng đi lại phía bàn ngồi, châm lấy một điếu thuốc ngả lưng ra sau ghế. Hút một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng chậm rãi nói. Có chứ, nhưng để cô tự nói sẽ hay hơn. Tôi đi lại bàn ngồi ghế đối diện Lâm, giọng nói mệt mỏi. Anh đã thấy rồi đấy, tôi đã có một đời chồng và một đứa con. Ừ, tôi lấy anh cũng vì mục đích muốn giành lại con. Ừ, vậy nên anh có thể cho tôi ở nhờ một thời gian không? Đợi tôi sắp xếp ổn thỏa sẽ tự động rời đi. Nếu bây giờ tôi đi khỏi đây chắc chắn mẹ hắn ta sẽ cho người bắt lấy Bin. Bao lâu? Một tháng. Được, cảm ơn anh. Vì có thêm Bin nên hai mẹ con tôi nằm trên giường, còn Lâm nằm ở ghế sofa. Ghế tuy có dài nhưng cũng không vừa với thân hình dài ngoằng của anh ta. Chính vì thế chân của Lâm thò ra ngoài một đoạn, tôi nhìn thấy cũng có chút áy náy. Sáng sớm tôi phải dậy sớm để đi chợ mua ít đồ về buổi sáng cho Bin. Dì Năm có nói để dì ấy đi, nhưng tôi muốn tự tay lựa những thức ăn tươi ngon nhất nấu cho con. Đã lâu rồi tôi chưa được làm việc này. Đi chợ về tôi cũng bắt tay vào nấu. Lâm và Bin vẫn còn ngủ ở trên phòng. Một lát sau tôi cũng chuẩn bị xong. Không biết Lâm có thích ăn đồ tôi nấu hay không, nhưng tôi vẫn nấu dư ra một ít cho anh và cả dì Năm. Sáng nay Bin sẽ ăn phở, món mà thằng bé rất thích. Con Nhiên đâu, mày ra đây cho tao. Mày đừng tưởng trốn trong đấy thì tao không tìm ra nhé. Tiến sư nhà mày, có đi theo trai thì đi một mình, dẫn theo cháu đích tôn tao theo làm gì? Mày ăn gan cọp rồi hay sao mà dám làm thế hả? Tôi ở trong bếp nghe được tiếng ồn ào ở ngoài cổng, mà nghe giọng nói này sao quen quá, rất giống mẹ Hùng. Có chút tò mò, tôi cũng nhòm người ra xem là ai. Thì quả thật đúng là mẹ chồng cũ của tôi. Chắc chắn bà ta đến đây để cướp lấy Bin. Trước đây không biết vì lý do gì mà bà ta chịu đồng ý cho Hùng lấy tôi. Nhưng sau khi cưới về, bà không ưa gì tôi mấy. Khi vừa mới sinh Bin ra, đến lúc được xuất viện về nhà thì bà ấy đã vội chia cắt hai mẹ con tôi. Nhưng lúc đó vì Bin còn nhỏ quá, lại nhớ hơi mẹ nên cứ quấy khóc suốt ngày, không chịu ăn sữa ngoài, nên cuối cùng bà ta cũng giao con lại cho tôi chăm sóc. Rồi đến lúc Bin được 2 tuổi, bà ấy lại muốn chia cắt mẹ con tôi thêm lần nữa. Nhưng lần đó vì tôi làm căng quá nên bà ta mới để Bin sống chung với tôi và Hùng. Còn lần này tôi đã ly hôn và dẫn Bin theo thì không dễ gì bà ta chịu chấp nhận như lần trước. Tôi sợ bà ta la lớn, hàng xóm lại nghe thấy thì lại phiền phức đến Lâm. Dù sao tôi vẫn đang trên danh nghĩa là vợ của anh ta, để mọi người bàn tán xì xào thì lại không hay, nên quyết định đi ra nói chuyện với bà ấy. Bà ta vừa thấy tôi ló đầu ra đã lên tiếng chửi rủa. Cuối cùng mày cũng chịu ló cái mặt ra rồi sao? Có giỏi thì trốn nữa đi, xem tao có tìm ra không. Tưởng đem cháu trai đích tôn của bà đi mà dễ dàng thế à? Còn tôi thì tại sao không có quyền mang nó theo? Nó là con cháu của nhà họ Mạc, mày không được phép mang đi. Vậy bà cũng nên về hỏi lại Hùng xem ả nhân tình của hắn đã làm gì con cháu nhà họ Mạc các người. Còn tao như thế nào cũng không đến lượt mày phán xét.
Không nói nhiều, mau giao cháu tao ra đây. Nếu không bà đây cũng không ngán mà san bằng cái nhà này đâu. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì tiếng Lâm ở đằng sau vọng lên. Bà muốn san bằng nhà này thì cũng nên biết chủ của nó là ai. Mẹ Hùng, bà ta nghênh mặt lên nhìn Lâm. Mày là thằng nào? Đừng có thách thức bà đây, dư sức làm chuyện đó. Làm được rồi hãy nói, còn bây giờ mời bà đi cho. Mới sáng sớm đã đến sủa bậy rồi. Mẹ Hùng, bà ta tức đến đỏ cả mặt, nhưng không làm gì được, chỉ biết nhìn sang tôi mà chút cơn giận. Mày được lắm Nhiên, tao không dễ dàng cho qua chuyện này đâu. Nói rồi bà ta cũng quay người đi, không quên để lại trên người tôi cái liếc mắt sắc bén. Tôi thở phào rồi quay sang nhìn Lâm. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Tôi chỉ vì nhóc con nên cô không cần phải cảm kích. Nói rồi Lâm cũng đi vào trong nhà. Tôi đi sau nói với theo. Sáng nay tôi có nấu phở, anh ăn chung luôn cho vui. Ừ. Vậy để tôi lên đánh thức Bin dậy ăn luôn cho nóng. Cô bận gì thì làm đi, tôi lên gọi nhóc con. Vậy nhờ anh rồi. Một lát sau tôi cũng thấy Lâm bế thằng bé xuống. Không hiểu tại sao thằng bé rất quý Lâm. Nó cũng không phải là một đứa dễ gần gũi với người khác, nhưng với anh ta thì Bin rất mở lòng. Mẹ, Bin đói. Nhìn cái miệng nũng nịu của con mà tôi thấy ấm cả lòng. Con mau lại ghế ngồi, mẹ lấy phở cho con ăn nha. Dạ. Lâm đặt Bin ngồi xuống ghế rồi cũng vội ngồi xuống bên cạnh. Tôi bê ra một tô lớn cho Lâm, tô nhỏ cho Bin. Nhìn hai người bọn họ ăn mà tôi thấy bình yên đến lạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Chỉ là quá khứ của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.